Trong ngày mới, các lãnh đạo thì group, những ngày sắp Tết đang cận kề, không khí xuân càng thêm tưng bừng và nhộn nhịp. Và anh chị em kênh Radio Thì Group số phát sóng số 83 hy vọng sẽ giúp cho những phút giây buổi sáng của đại gia đình Thì Group tràn đầy năng lượng và có một ngày làm việc tuyệt vời nhé. Hôm nay, thứ hai ngày 23 tháng 1, mời đại gia đình chúng ta hãy điểm qua những tin tức chính sau. Tin quốc tế. Thảm họa động đất sóng thần ở Tonga đã gây ra sự cố tràn dầu, khiến bờ biển ở thủ đô Lima của Peru bị nhuộm trong sắc đen của dầu và bốc mùi xú uế từ xác động vật. Trung Quốc đã trừng phạt 100 quan chức, giám đốc doanh nghiệp vì thiếu trách nhiệm trong trận lũ lụt xảy ra ở tỉnh Hà Nam, khiến hàng trăm người chết hồi tháng 7 năm 2021. Mức độ kháng thể trung hòa đối với biến thể Omicron của những người được tiêm vaccine Sputnik V của Nga không giảm nhiều như những người đã tiêm của Pfizer. Từ trong nước, 70 chuyến xe do Liên đoàn Lao động Đà Nẵng tổ chức sẽ đưa 2.000 công nhân về các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ăn Tết Nguyên đán. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh, thành hướng dẫn người dân về quê dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch và không phải cách ly y tế. Tại Thanh Hóa, khoảng 300 hecta ngao, thương phẩm ven biển huyện Hậu Lộc đang chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng cho gần 180 hộ nuôi. Quay trở lại với những thông tin liên quan đến tập đoàn của chúng ta, tiếp nối những thông tin tích cực của tuần qua, thứ Bảy ngày 22 tháng 1, trong không khí xuân rộn ràng, Chủ tịch T-Farm cùng những người anh em T-Group đã có mặt tại công sở xã Đông Yên để trao quà từ thiện ủng hộ người nghèo huyện Đông Sơn ăn Tết Xuân Nhâm Dần 2022. Đây là sự kiện đặc biệt do Liên đoàn Lao động huyện Đông Sơn tổ chức và được tài trợ bởi anh Lê Xuân Tưởng, Chủ tịch T-Group. Hy vọng những món quà mà chủ tịch của chúng ta trao tặng ngày hôm nay sẽ mang đến những niềm vui nho nhỏ, niềm động viên đến họ và với hy vọng sẽ chia sẻ những nỗi đau của những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, giúp họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Và cuối cùng, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện, Liên đoàn Lao động huyện Đông Sơn đã tạo điều kiện để chúng ta có thể tổ chức và tham gia sự kiện nhân văn và ý nghĩa này. Trên đây là những tin tức chính của ngày hôm nay. Sau đây, xin mời bạn đến với chuyên mục Khỏe, Hạnh phúc, Thành công. Các lãnh đạo thân mến, chủ tịch của chúng ta có một câu nói rất hay. Học là học nữa, học mãi. Trước là giúp mình, sau là người khác. Học là học nữa, học mãi. Cốt để hiểu biết, chứ không phải lấy bằng cấp hay thi thố. Vâng, trên thế giới này, kỹ năng không bao giờ thiếu. Và các lãnh đạo từng bao giờ cho rằng mình đã quá đủ kỹ năng để không phải học nữa. Hơn nữa, kỹ năng và thái độ sống là thứ nên trau dồi mỗi ngày, nếu không nó sẽ mất đi. Và ngay sau đây là 5 điều nếu như chúng ta đầu tư vào sớm thì sẽ thành công nhanh hơn đối thủ gấp 5 lần. 1. Sức khỏe thể chất. Giấc ngủ. Ngủ đủ giấc giúp bạn tái tạo năng lượng, tăng cường khả năng sáng tạo và làm việc. Do đó, ngoài thói quen ngủ sớm, ngủ đúng giờ ra, bạn cần lưu ý thêm một điểm nữa, đó là có một chiếc giường mềm mại và êm ái. Một chiếc đệm thoải mái. Một chiếc gối êm và sạch sẽ cũng quan trọng để các bạn có một giấc ngủ ngon hơn. Giảm thời gian lướt điện thoại. Nếu mỗi tuần, mỗi tháng trôi qua mà thời gian sử dụng điện thoại của các bạn càng tăng lên thì chứng tỏ chất lượng cuộc sống của các bạn đang giảm đi. Và đừng biến bản thân trở thành nô lệ của điện thoại. Hãy sử dụng khôn ngoan, ngắm nhìn thế giới thật nhiều thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại. Tiếp theo là chế độ ăn uống. Đúng là trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dư giả để có những bữa ăn ngon, nói gì đến chuyện đói hay là no. Nhưng biết xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh thì không phải ai cũng có thể. Cố gắng đừng bỏ bữa và đừng quên bổ sung nước cho cơ thể. Tập thể dục. Bất lập kế hoạch tập thể dục, phung phí những thẻ gym trong khi sự kiên trì chỉ kéo dài một tuần, thậm chí chỉ một vài ngày. Chạy bộ, đạp xe, bơi lội hay là gym là những gợi ý không tồi để có cuộc sống cân bằng và một thể lực tốt. 2. Sức khỏe tinh thần. Cố gắng cân bằng công việc và cuộc sống. Đúng là mọi thứ rất khó có thể cân bằng, nhưng bạn nên nhớ rằng đừng làm việc đến mức quá stress. Tìm kiếm sự hạnh phúc của riêng bản thân mình, hạnh phúc của người khác chưa chắc đã là điều bạn cần. Nên tự tìm ra cách để bản thân trở nên vui vẻ thay vì chờ đợi một người khác. 3. Giáo dục. Học không kết thúc sau 12 năm hay sau khi tốt nghiệp đại học. Học là chuyện của cả đời. Hãy học bằng cách đọc sách. Không cần quan trọng số lượng quá nhiều, nhưng nhất định phải xây dựng được thói quen thường xuyên đọc và có chọn lọc. Thời gian rảnh hãy tham gia những khóa học online. 4. Phát triển cá nhân. Phát triển cá nhân bao gồm những kỹ năng và thái độ sống của bạn.
trên thế giới này, kỹ năng không bao giờ thiếu. Bạn đừng bao giờ cho rằng mình đã quá đủ kỹ năng để không phải học hỏi nữa. Hơn nữa, kỹ năng và thái độ sống là thứ nên trau dồi mỗi ngày, nếu không nó sẽ mất đi. Bạn có thể chia kỹ năng thành các nhóm và có kế hoạch rèn luyện nó. Và 5. Môi trường sống. Chúng ta vẫn hay nghĩ rằng đầu tư cho bản thân là chỉ đầu tư vào mình. Nhưng không, hãy đầu tư cả vào môi trường sống xung quanh vì nó quyết định chất lượng cuộc sống của bạn. Hãy làm những việc nhỏ nhất để môi trường bớt ô nhiễm hơn, như giảm sử dụng nhựa một lần, túi ni lông một lần, tăng sử dụng phương tiện công cộng nếu có thể. Hãy lựa chọn đầu tư vào những món đồ có thể sử dụng lâu dài. Một món đồ có thể đắt tiền, nhưng nếu nó có thể sử dụng trong một thời gian dài thì còn hơn món đồ rẻ mà thời gian sử dụng quá ngắn, rồi chúng ta phải thả nó ra ngoài. Và cuối cùng, xin chúc bạn một năm mới toàn tài với những dự định được thực hiện hóa trọn vẹn. Tạm kết với chuyên mục chia sẻ ngày hôm nay, sau đây xin mời cả nhà cùng đến với chuyên mục quà tặng âm nhạc. Và hy vọng là những món quà của ngày hôm nay sẽ tiếp thêm niềm vui và năng lượng để tất cả chúng ta cùng hoàn thành tốt công việc của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Cùng mình.